Rồi, hôm nay chúng ta sẽ sửa bài cam 17 test 4, writing test 1 và 2 nha. Ok, của một bạn trong lớp, còn lại trong lớp IELTS 43 của mình. Ok, so cam 17 test 4, writing test 1, the graph below shows the number of shops that closed and the number of new shops that opened in one country between 2011 and 2018. Biểu đồ chỉ ra được số lượng shop hàng, số lượng cửa hàng mà đóng cửa và số lượng cửa hàng mới mà nó mở ra ở một đất nước giữa năm 2011-2018. So, the black one is actually closure and the dashed line is actually opening. Right, I see. Let's see how well you do. Let's illustrate the quantity of quantity, số lượng ha. Shop shutdowns. Okay, can you use shutdown as a noun? Yes, you can. Not shut down, but shut down. You can use shut down as a noun. It's an occasion when a business or large piece of equipment stop operating for a temporary period. You can use the word closure or shut down as well, no problem. Dùng từ shut down này ok. Những lần đóng cửa and an opening. It doesn't mention if it's shut down or closed for good, you know. Nó có nói về trong bài là cái chuyện nó đóng cửa, đóng luôn, không bao giờ mở ra nữa hay là chỉ đóng tạm thời. Nhưng mà không cần quan tâm điều đó. We do not need to care about whether they close temporarily or permanently, you know. For in a period. In a period from, okay. Generally it can be observed that the amount of shops which close was significantly higher than. Then opened. In consecutive 7 years. Đừng người ta thường nói là 7 consecutive years nha. We use 7 consecutive years, not consecutive 7 years, okay? Tại vì cái tính từ mà nó thể hiện cái số nó luôn nằm đầu tiên nha. The adjectives that describe the number always first come first, okay? And then other adjectives, and then the noun, okay? Including, okay. Okay. Ngoại trừ ha excluding đúng rồi, trong tổng cộng cái này nó chỉ có mỗi là cái 2011 và 2015 là nó khác biệt so với còn lại thôi, còn lại là closure nó đóng nó nhiều hơn. Of course this is the only exception I can see the 2 years here. Besides, nó chỉ cần là besides thôi, you need only besides, there's no need to put anything else. They share the same tendency of falling and with less unpredictable changes throughout the mentioned years. Và trải qua những sự thay đổi không dự đoán được ha. And witness unpredictable changes throughout the mentioned years. Yeah, they actually fluctuate a bit strangely, isn't it? Đúng là nó biến động một cách rất là lạ thường. In the first year of the survey, the figure of shop closing was more than around 2,000. Remember, when you mention numbers like 1,000, you need a comma here, okay? Nhớ dấu phẩy ngàn nha. Was more than around 2,000 compare. Yeah, hơn 2.000 đấy. More than around 2,000. Compare with shops opening. The gap seemed to remain relatively stable over the next 2 years. What?
Không dám đâu, thực sự nó đảo chiều đúng hơn á. Actually, it's reverse. And then the gap is actually the same here. Yes, it's Là cái khoảng cách thời còn đảo chiều là em không có nói tới nó phải nói tới nha, cái đó cũng là quan trọng nha. đây. The way when it reverse actually is very important. You must mention. Because if you must say the gap will seem to remain relatively stable, cái chuyện nó dường như là gì á, nó xuất hiện đối với chúng ta ngay bây giờ nha. Cho nên là mình dùng seems ở hiện tại đơn. It seems to us right now, which is present simple. So you use present simple, okay? The gap seems to remain relatively stable over the next 2 years. People all understand that. The opening will always be more than the closing if you say this, Tại vì trước đây em nói là cái số lượng shop closing nó hơn 2.000 nếu so sánh với lại shop opening. Nhưng mà sau đó em lại nêu là cái khoảng trống dường như nó vẫn tương đối là ổn định trong vòng 2 năm tiếp theo, thì người ta sẽ hiểu là cái lượng opening này nó luôn luôn cao hơn so với closure là 2.000. Nhưng mà nó đâu phải vậy đâu. So this sentence actually is misleading. Cái câu này nó làm ta hiểu lộn, hiểu lầm. So you have to change this one somehow, okay? Or maybe it's good to just eliminate that. Bỏ luôn đi. However, between, okay. Closure, huh? Declined slightly by 500. Data shop opening search. Đúng rồi, search. Of course, they go up. Doubling the 2013 figure to reach 2000 the following year. What? To reach, To reach 2000? Gấp đôi con số ở năm 2013 là số bao nhiêu? Là 45.000 hả? Is it like doubling the figure in 2013's 5,000? You mean it reached 10,000 now? Is that? Lộn hết chưa? You see, you make a mistake here. want to talk about the increased number. From 1,000 to 2,000. I don't understand. I still don't understand. You know, In I two think it's thousand. better. I think it's better to mention the point when they cross, you know. Like there are three points when they cross each other. Có ba cái điểm mà nó cắt nhau ở đây thì là ba cái điểm quan trọng. I think that is the thing you need to mention, but however, you did not. And then you write like this actually very confusing to me to read. Em viết vậy thì nó hơi bị khó hiểu nha, mà phải nêu ba cái điểm mà nó cắt nhau chứ, cái chỗ nó quan trọng nhất. Nhưng mà em ghi vào là rất khó hiểu nha. I still don't understand this part. Okay, the most surprising fluctuation occurred during the 2014-2015 period. Hình như cái bài này là thầy có làm cái video hướng dẫn chưa ta? Did I make a video on this CAM 17 test for before? Yes. I did, right? Okay, the most surprising fluctuation occurred during the. Okay. Yes. When the number of shop closing plummeted, okay, by roughly 6,000. Đúng rồi, by là đúng rồi, chính xác. You use the right preposition here, by 6,000. But you need to comma here, remember? To then rocket it to, it's actually skyrocketed, you know? And to then skyrocket it. And then skyrocketed to approximately
4,500. Wait a moment. Cái chỗ này là số 5.000, hơn 5.000 chứ. This is more than 5,000. Come on. It's actually about 5,500, around that. Okay. This number remained fairly stable until the end of the study. Okay, good. And then, meanwhile, at a shop opening moderately, a reduce a third compare. Okay. With the closed shops. Nhưng mà cái chỗ này là khúc nào vậy? Thời gian nào vậy? What time frame is that? So you're talking about 2014 and 6 and 15, right? They drop from 6,000 to 4,000. Okay, this reduce a third. Okay, got it. Moderately, okay, if you drop by a third, it's actually a significant decrease, okay? It's not moderately decrease, reduce, I think. Giảm một phần ba tức là thực sự là cũng mà giảm đáng kể lắm rồi đó, chứ thầy không có nghĩ đây là giảm một cách đều, một cách mà bình bình, một cách mà vừa vặn đó. No. I don't think that moderately reduce is the right word here. It's actually significantly reduced by a third. And then it's significantly reduced by a third. Because a third is actually a lot, you know. Compared with close shop, this figure was steady in 2 years with nearly 4,000. Okay. Con số này là vẫn ổn định trong 2 năm. In two, what 2 years? Okay, it has to be like was steady in 2 years of 2016 to 2017 with nearly 4,000. Okay. Then it slightly fell. Then it slightly fell into 3,000, fell to, okay, to 3,000 in the final year. Nó giảm nhẹ đến 3.000 ở năm cuối. Actually, it's not a slight one, I think. It's like from 4,000 to 3,000 is actually a big fall, to be honest. Giảm từ 4.000 xuống 3.000 thực sự là một sự giảm cũng khá mạnh, chứ phải slightly down, I think. But okay, I'll accept that. I'll accept your logic, okay? Okay, but then we need to correct some other things here. Okay, 0.89, 189 is good. I still don't understand what you mean by this. Em coi lại xem cái khúc này em ý em là gì. What do you mean by that? Ý em là nó tăng gấp đôi so với lại là cái con số của năm 2010 2013 là nó chỉ tăng có 1.000 thôi, nhưng mà đến 2014 là nó tăng thêm 1.000 nữa. Okay. So you mean from 2012 it increased by 1,000 and another 1,000 here after a year, I see. Yes. No, because if you say doubling the 2013 figure, people understand that. The figure for 2013 is 5,000. People understand that it doubled to a 10,000. Em ghi vậy là người ta sẽ hiểu lầm. Tại vì con số 2013 nó chính là cái số 5.000 ở đây. Mà doubling nó là lên 10.000, người ta sẽ hiểu lộn như vậy. So it's better to say that, okay, the quantity of shop closure declined slightly by 500. That of shop opening surge.
say search by almost double of that. Okay. Search by almost double of that. Tại vì cái này 500 nó lên ngàn. Ừ. Search by almost double of that. It sounds better now. But is that enough to say? I mean, but you need to, okay, I still feel like it's a big loss if you didn't mention like the point where it crosses, you know? Nó vẫn là một cái điểm rất là không nên khi mà em quên nói đến ba cái chỗ mà nó băng qua nhau nha. I still feel like you need to do that, you know? So À, em nghĩ là có thể nói thêm cái ở 2014 và nói chung chung về ba điểm này, tại vì nó nằm ở giữa các năm á, chứ nó không phải là nó có một cái cột mốc nhất định. so these crossover Đúng, points between the years, right? It's not exactly yes, in nên a year. I think có thể it's nói chung chung. okay. I understand. So I think it's better to say the crossover first crossover point here. Có là viết cái điểm mà nó băng qua đầu tiên là chỗ này, xong rồi mình mới nói là còn hai điểm crossover point nữa ở vào thời điểm bao nhiêu đó. Chẳng hạn, I think over here we can cross. Okay. More than 2000 compare with shop opening. There is also a crossover point. A crossover point. Oh, it's one word now. Thành một từ luôn hả? A crossover point. In the middle of 2011 and 2012. When thực sự là em thiếu mất cái khúc này, em nói là nó rơi mạnh như thế này, này rơi mạnh lắm luôn á. You didn't mention the fact that the opening dropped a lot here. You know? It's a very important point, to be honest with you. There was also a crossover point in the middle of 2011, 2002, when openings felt dramatically. When opening felt dramatically, resulting in let's say passing over the level of closing. Okay. Cũng có một cái điểm crossover point, cái điểm mà băng qua ngay cái giữa năm 2011 và 12, khi mà những cái openings á nó rớt xuống một cách kịch tính, nó vượt qua được cái mức của cái level closing luôn. Passing over the level of closing, I think. Additionally, thêm vào đó, additionally, there were also two others. Similar points. Cũng có hai cái điểm giống giống như thế. There were also two other similar points in 2014 and between 2015 and 2016, let's say that.
I still think these points are very important, you know. You need to mention them. However, between, okay. Nhưng mà nếu mà ghi như thế này á, nó sẽ không có thể hiện cái sự tiếp diễn của các ý nha. Cái sự tiếp diễn các ý nó sẽ làm cho con người ta hiểu được cái flow, cái sự mà cái dòng chảy của cái logic của bài á, cho nên là thầy nghĩ là em nên viết lại đi, thầy nghĩ là Trúc nên viết lại cái này đi. Ví dụ như là viết là lúc đầu thì nó cách nhau bao nhiêu lâu, xong rồi nó crossover như thế nào do là cái gì rớt xuống, rồi sau đó là cách nhau bao nhiêu, xong rồi dẫn điểm crossover thứ hai, rồi sau đó mới tụt xuống mạnh như thế này, xong dẫn điểm crossover thứ ba, rồi sau đó cuối cùng thì sao đó, nó kiểu vậy đó. I think you need to mention everything like consecutively, like what happened first, you mentioned first, I think. Okay. Yes. Remember, sometimes test one is actually even more complicated than test two, I think. Sometimes super complicated. But then it's only like 33% of your whole score. Okay. Okay, so good enough, I guess. Let's go to your test two. Nowadays, a growing number of people with health problems are trying alternative medicines and treatments instead of visiting their usual doctors. The word alternative means it's something else beside like traditional or beside conventional ways, okay? Cái từ alternative này nghĩa là những phương pháp, những cái thuốc thay thế, tức là nó không phải những thuốc truyền thống, không phải những thuốc mà theo đúng quy ước là người ta sẽ đi bác sĩ để uống thuốc tây cái gì đó. Thì cái bài này nói là gì? Ngày nay, một cái số lượng người ngày càng tăng với những vấn đề sức khỏe, họ đang thử những cái thuốc hoặc là liệu pháp thay thế thay vì đi viếng thăm những cái người bác sĩ thông thường của họ. Tức là thử thuốc thảo dược hoặc là những thứ như gì vậy. So it means that instead of going to doctors and try like Western medicine, they try herbal medicine, you know? That these are called alternative medicines. And do you think this is a positive or a negative development? Anh chị có nghĩ rằng là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực không? So they do not ask you whether this situation is real or not, okay? Họ không có hỏi mình là bàn luận là cái điều trên đây là đúng hay sai nha. They only ask you if it's positive or negative and to whom. Tích cực và tiêu cực cho ai thôi, nó chỉ hỏi như vậy thôi. Okay, let's see how Mr. Trump is doing it. The fact that more and more people chose to try it. When they get sick. À, cái này rất là văn nói nè. Where is spoken language? When when they get sick, how can we change that? Let's just say in case of sickness, okay? Trong trường hợp ốm bệnh, in case of sickness, okay? Instead of visiting the doctors as usual. No. The word usual here apply for the word doctors, okay? It doesn't apply for the fact that they visit them usually. Cái từ usual này nó là cái tính từ bổ nghĩa cho doctor nha, những bác sĩ bình thường, thông thường, chứ nó không có hề là bổ nghĩa cho cái hành vi là tôi đi khám bác sĩ thường xuyên đâu nha. Cho nên mình phải cẩn thận chỗ này. You have to understand this one right, okay? Instead of visiting their usual doctors, you can use their the word conventional doctor. The conventional doctors mean like the doctors in the hospital, you know. Okay, nguyên cái đống này nó sẽ là chủ ngữ. This whole thing is a it's a subject now, and this one is a verb. Can provide various advantages besides some risks they may deal with. Không có cần phải mà họ nên đương đầu với đây. You don't need this part. Can provide various disadvantages and risk, or provide various advantages besides some risk.
cái tình huống này có thể cung cấp nhiều cái lợi ích bên cạnh một số nguy cơ chấm, không cần là một số nguy cơ mà họ đương đầu với, no, không cần khúc đằng sau nữa. To begin with, it cannot be denied là không thể chối bỏ được rằng Western medicine and surgery are known for providing quick and effective symptom relief, cung cấp những cái sự mà giảm nhẹ triệu chứng hiệu quả nhanh chóng, quick and effective symptom relief. But they come with different downsides. Tại vì they come with thì nó spoken language, nó nói văn nói quá. But let's say they are significant downsides. But often accompanied with, nhưng thường đi kèm với, but often accompanied with significant downside alternative that alternative medicines and treatments can resolve. So, Western medicine and surgery is the main thing here, and known is a verb, accompanied with is another verb. Đó, cái này là cái chủ ngữ của nó là Western medicine and surgery nè. Và cái noun là động từ, thứ nhất nè. Và cái động từ thứ hai với thứ hai nó chính là accompanied with. Những thuốc và giải phẫu phương Tây được biết đến để mà nó cung cấp sự giảm nhẹ triệu chứng hiệu quả và nhanh chóng phải, nhưng mà thường đi kèm với những cái bất lợi lớn. Often accompanied with significant downsides mà những cái sự điều trị và thuốc thay thế có thể giải quyết được. Frequent use of Western medications. Yes. Medications and medicine. Very good. Can quickly lead to drug resistant. What? Kháng thuốc, hả? Huh? Harm digestion. Okay. This is a verb, isn't it? Động từ, okay. Gây hại tiêu hóa and damage internal organs in the long term. Đúng, nó có thể gây hại đến những cái cơ quan bên trong cơ thể trong lâu dài. Good, you know that. In contrast, like, chỗ văn nói này, à, like, văn nói, spoken language. Alternative medicines such as herbal remedies, such as herbal remedies and natural compounds that are clinically proven. What? That are clinically proven have great potential to reduce risk. Cái này là cái mà đề quan hệ. This is a relative clause, but the main thing here is herbal medicine and natural compound. Đúng rồi, cái này là cái chủ ngữ nè. Còn cái khúc này nó chỉ là mình đề quan hệ thôi. Những liệu pháp, cây cỏ và những hợp chất tự nhiên mà được minh chứng về mặt lâm sàng đã là clinically proven, thì cái này nó có cái tiềm năng lớn để mà giảm nhẹ những cái nguy cơ đó. Ok. Yeah, so this is one good thing about using alternative medicine, right? Nên là một cái điều tốt và mình nêu lý do lý giải để mà so sánh với cái bên kia. This is one good reason why you have to use alternative medicine, so it's a positive development. But you also compare it with the other one. Good, good, good. Em cũng so sánh với cái còn lại nữa. Đúng rồi. Okay, good. This is comparable to. Wait a moment. Cái này em qua một đoạn khác ha. Is it a new paragraph now? Yes. Thường á là qua đoạn khác á thì mình không có refer lại cái gì đó đằng trước bằng cái cách this điều này gì đâu nha. Thường là cái dòng đầu tiên của một cái đoạn đó, nó sẽ là cái câu chủ đề. Nó phải rõ ràng là hết, không có refer, mới nhắc lại cái gì đằng trước bằng this hay that gì đó. Normally the leading sentence of a paragraph must be very clear. You should not use referral to something that has been said before, you know? So let's just say
tại vì nó cùng cái chủ đề đầu tiên, nhưng mà em thấy nó dài quá nên em ngắt ra thầy. Okay, this is comparable to evaluating surgery against. Nhưng mà ngắt ra phải thay đổi này. But if you think that the paragraph's too long and you cut it out, you have to find ways to make it right, okay? Let's just say when evaluating surgery against alternative treatment in many cases, a similar comparison can be observed. Khi kiểm tra đánh giá cái chuyện mà mổ xẻ so với lại những cái liệu pháp thay thế khác ở nhiều trường hợp, phải một sự so sánh giống như thế có thể được quan sát thấy được. Yes, a similar comparison can be observed. It can be observed that, okay. And then you have to change this one. Cái này phải thay đổi luôn. You have to change this one to the former. The former is often prohibitively expensive. Cái trước đó thì nó mắc như muốn cấm người ta luôn. Yes, very good. Prohibitively expensive and come with inherent risk. What kind of meditation? Meditation. Okay. Thiền định. And acupuncture. Nó đã trở nên là hấp dẫn hơn trước đây. Have become, I think has become more appealing than ever as they are less costly and do not involve less. Are you sure they do not involve less threatening risk? Em có chắc là mấy liều thuốc thiên nhiên là nó không gây những cái nguy cơ tổn hại sức khỏe, tổn hại tính mạng không? Em chắc không? Mấy cái lá ngón, mấy cái gì, mấy cái rễ cây gì cũng chết người phải không đâu nha. A lot of roots and leaves can kill people, you know. And may not. Might Are you sure? Of course, a lot of leaves and root can kill, so may not involve life-threatening risk. Em có tin đó là châm cứu sai cách có thể chết người không? not. Acupuncture, Yeah, if you do it the but wrong way, it can kill people too. You know that, right? yes, but in many cases, I believe that is will be better than you have to conduct an operation. Oh, well. Okay, so this is basically you support the fact about it's more safe, okay? Cái này thì em Yes. nó hai cái đoạn này đều là ủng hộ một điều, đó là nó an toàn hơn. These two paragraphs of your body all support the fact that alternative medicine is safer. See some drawback that each individual should be cautious about. Cũng có một số cái bất lợi mà mỗi cá nhân nên cẩn thận. Should be cautious, you know. Cautious about some very spoken language. So, okay, I can make it even more formal, okay? Có thể làm cho nó trịnh trọng hơn nữa. That each individual should should treat with extreme caution. Còn có một số cái bất lợi, một một số cái điểm yếu
bất lợi mà mỗi cá nhân nên nhìn nhận chuyện này với sự cảnh giác cao độ. That each individual should treat with extreme caution. Nhưng mà cái extreme nó có làm cho cái câu này nó trở nên đối nghịch lại với lại cái mình muốn không thầy? Tức là You mình mean muốn là nó tốt nhiều hơn. you want to make it like okay, more good, right? Yes. But then you talk about okay, let's just say you don't want to talk too bad about traditional medicine, so maybe that individual should treat with caution, okay? Because alternative medicine and treatments are not part of conventional medicine, some of them lack proven safety. Sự an toàn được minh chứng, like proven safety. Unforeseen consequences dẫn đến những cái hậu quả không thể nhìn lường trước được. Đúng rồi, very good. Unforeseen consequences, very good. You learn well. Furthermore, any alternative therapy should be conducted or introduced by the professional. Đúng rồi. Và cái người chuyên nghiệp mới dám làm mấy cái này. Careless selections can easily cause wasted money, time and even bad influences for health. Can cause wasted money, nghe kém kém sao á. Wasted money doesn't sound that formal, you know. Can easily cause Money consuming. no. You want to emphasize that it's a waste of money. Em vẫn muốn nhấn mạnh nó là một sự phí phạm tiền bạc. Careless selection can easily cause financial expenditure, but không dẫn một hậu quả, không muốn dẫn một cái can cause unfruitful financial expenditure, I think. You know the word unfruitful, right? Fruitful. Not producing any good or valuable result. Không sản sinh bất kỳ cái kết quả có giá trị nào hoặc tốt nào. Unfruitful. Chứ không phải là không có trái cây đâu. Can easily cause unfruitful financial expenditure or spending. Unfruitful financial spending, it means you spend, but it doesn't produce any result at all. It's a waste. Or unfruitful financial expenditure, it's okay. Time and even bad consequences for health. Cái time nó đi chung với cái unfruitful đi. Okay, the word time here will go together with unfruitful. Or you can say wasted time. And even bad influences for health. In conclusion, I appreciate the alternative medicines and treatment because of their practical benefits. It's an approach that seems significantly gentler compared with mainstream medicine. Nhẹ nhàng hơn. On the other hand, people also should be more careful to decide where and who to help them with their help someone with nè, văn nói nè, spoken language. To decide where and who to seek and receive help, okay? Để tìm và nhận được sự trợ giúp cho những vấn đề sức khỏe của họ. Who to seek and receive help for their health problems.
Nhưng nếu em ghi như vậy thì nó không có rõ, nó là tự nhiên nó làm chổi lại cái ý mà tôi muốn ủng hộ là có nhiều điểm positive hơn. But if you write like this, it seems like you are trying to shift the focus away from like saying, okay, this is a positive development, you know? But it's similar to the idea that I want to state in the first paragraph. But how can you say that it's a more positive development? You know, I think it's better to mention the fact that you think this has more positive than negative. Mình phải đánh tiếng cho người ta biết được là tôi nghĩ này là positive hơn nhiều hơn chứ. It's better to say like, okay, in conclusion, there seems to be many merits for alternative medicine treatment. Có khá nhiều cái điểm có lợi, để dường như có nhiều điểm có lợi cho cái alternative medicines and treatments, bởi vì cái lợi ích có lợi của nó là một cái cách tiếp cận gì đó, vân vân. Khi mà em nói là có nhiều điểm lợi lắm thì nó có vẻ đánh tiếng như là tôi nói là đây là positive. There seem to be many merits. But however, I think it's a better word here. Cái từ however nó ổn hơn đó nha. However, people should also be more careful to decide who, where and who seek and receive help for their health problems. I think, however, it's a better word than on the other hand, you know. It's like, on the other hand, you are trying to introduce a totally new ideas, a big one. But on the other hand, just like you introduce an opposing point, a small one. Nó giống như là cái về cái mức độ thì on the other hand có vẻ giống như là nó em nêu ra một cái điều hoàn toàn to đùng, một cái điều hoàn toàn đối nghịch lại mà em sẽ phải giống một cái luận điểm hoàn toàn mới luôn á. Còn cái however nó đưa ra một cái ý nhỏ thôi mà nó đối nghịch lại thôi. Cho nên phải cẩn thận. Okay. Yes. Okay, Bài but yes. này mà không hiểu ý nghĩa của cái từ đó, Là chết á. alternative medicine, là chứ Không ý hiểu là là không tin lúc là đầu chết. em cũng không hiểu đó thầy, em cũng không hiểu đâu, em phải Don't tra đó. understand the word alternative medicine here, what it means. You are screwed, Yes. really. Yes, I don't know exactly what it means. And also visiting their usual doctor. The word usual here doesn't mean that you visit the doctor usually or a lot of the time, often, you know. Cái từ usual, cái usual này không hề có nghĩa là tôi đi thăm viếng bác sĩ rất thường xuyên đâu nha. Mà cái usual này có nghĩa là tôi viếng thăm những cái người bác sĩ thông thường. Tức là những người mà bác sĩ trong bệnh viện á. Failure to understand the essay prompt will lead to a very bad score for writing, okay? Không hiểu được đề là lúc đó là viết là nát bét luôn á. Okay. Any question? Yes, but this is a very challenging task for you, I think. I think maybe you should redo this one as well, Miss Trúc. Nghĩ là Trúc nên viết lại cái bài này thiệt. Thì nghĩ là như vậy. Okay. Any Viết question? viết lại một cái ý khác luôn hay là viết lại Nên viết cái lại cách ý khác, viết nên viết lại thầy? ý khác đi, nên viết lại ý khác đi. Và thực sự cái cuốn K17 này nó ác ôn lắm nha, cho nên là nên viết đi viết lại cái test 1, test 2 này luôn nha. I think you need to redo this one, I think. Okay. Now, if you have no question, are you ready for your speaking exam, for your speaking? Thầy ơi, thầy có gợi ý gì về về cái
Ý khác không thầy, ý là cái ý này là em có thể nghĩ tới rồi thôi đó. Alright. Một cái ý khác ở đây, positive or negative, thì ngoài cái chuyện an toàn á. Ngoài cái chuyện an toàn thì em có thể hiểu được một điều, đó là cái alternative medicine thường nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn để nó lành bệnh. Còn cái western medicine thường là nó sẽ lẹ hơn nhiều luôn á. Nhưng mà khả năng chết cũng lẹ nữa, biến chứng cũng lẹ nữa. Well, thường là như vậy nha. You can mention the fact that traditional Okay. medicines often take time to act, you know. It doesn't help immediately. It takes some time to act compared to Western ones, you know. Với lại những cái liệu pháp và thuốc thay thế này, thường là mình sẽ nghĩ tới là thảo dược rồi Yes, of vật lý course, trị sir. liệu. And physiotherapy, yes. Còn những cái nào khác thường người ta sẽ nghĩ tới không thầy, hay là em chỉ thấy người ta diễn giải hai cái đó là Acupuncture, cái chung chung nhất? liệu pháp mà dùng sỏi đá, dùng cái đá mà đá nóng đó nha. Sometimes people use hot rocks to help with problems, you know. Ví dụ như là thay đổi cái thói quen sống nó có là một cái cách khác không thầy? Tức là ví dụ như mình sẽ tập thể You dục have này to, giống như hồi trước mình it's không tập not thể a treatment, dục okay? thì bây giờ. Changing in lifestyle is not exactly a treatment. It has to be some kind of like pill, some kind of like herbs, leaves, or something like that, you know? Nó phải là một cái lá cây hay là một cái thuốc hay một cái gì đó chứ. Liệu pháp giống như là thay đổi cái lối sống, nó không thật sự là một liệu pháp nha, không phải treatment đâu. I think. Okay. Well, nó có thể dẫn đến một cái vấn đề negative ở đây, đó là nhiều người người ta uống nhầm thuốc á, hoặc đi đến lang băm, là người lang băm á, xong rồi uống chết, uống xong rồi chết, xong rồi đi đến bệnh viện để mà cứu không kịp á. Cái trường hợp đó gặp hoài luôn nha, ở Việt Nam gặp hoài luôn á. In Vietnam there's a lot of cases where people go to bad doctors, you know, bad ones that gives alternative medicines, and of course the problem become worse and they have to come to the hospital and ask for help, you know. A lot of cases like that, nhiều trường hợp như vậy lắm luôn á. Why? Because people don't trust usual doctors that much, because they think that usual doctors cannot help with their problem, and they think that doctors often take their money, you know. Còn người ta vẫn thường nghĩ là bác sĩ hay lấy tiền của họ, hay vòi tiền mua bệnh của bệnh nhân á. Người ta vẫn hay nghĩ như vậy. I mean, that's a very bad thing in Vietnam, you know. People need to change their mindsets, you know, and trust the doctors more. Con người ta nên tin tưởng những bác sĩ của họ nhiều hơn nha. Em thấy cái liệu pháp thay thế thầy, người ta có nói là trong trong cái định nghĩa của nó thì có nói là những cái liệu pháp mà đã được minh chứng hoặc là chưa được minh chứng Well, talking về about độ an về độ medicines, an toàn. yes, it's not Đã được proven. minh chứng hoặc Nothing là is proven chưa. actually. I don't think anything is proven there. Ngay cả cái liệu pháp mà tâm lý, liệu pháp mà dùng thôi miên đó nha. Actually, there's a lot of alternative medicine psychology therapy, for example, or hypnosis, you know, thôi miên hypnosis. Those are alternative medicines, okay, and treatments. Okay, maybe you should try to look at what I'm saying, what I'm talking about, what I just said. Thì có vẻ như là nó cũng negative nhiều. Có Negative khá nhiều thể nha. There's really a lot of negative here cũng I can think of. Normally, you know, alternative medicines and treatments, there's no school for it. There's no organization to give them accreditations or quality control. Thường mấy cái liệu pháp thay thế này á, nó không hề có một cái tổ chức nào hoặc là một cái chỗ trường lớp nào để cho chứng nhận về chất lượng cả. So a lot of the cases,
You might end up with bad doctors, có thể là rớt vào tay miếng lang băm đó. Nó có vấn đề như vậy á. There's a lot of cái vấn đề y chang như vậy nó xảy ra trong cái giới chiêm tinh luôn nha. There's the same problem that happened in the astrology community. A lot of people they think that they know a lot, but actually they don't. And then they spread a lot of false news, false knowledge, Còn nhiều người tưởng là họ biết học được chút xíu xong cái biết quá trời xong rồi tưởng là học biết rất nhiều xong rồi cái lan truyền những cái kiến thức sai lệch đó về cung hoàng đạo đó. A lot of those things happen in every field they have people like that. Okay, anything else? No. Okay, let's do speaking now, I think.